Cập nhật cái, Gaza lại gửi tới chúng ta rất là nhiều bộ trang phục tuyệt vời. Ví dụ, L'Oreal thứ nguyên về thần nè, bạn không có Huy. Vậy phải làm sao trải nghiệm bộ trang phục ở đây? Chúng ta không mod skin đâu nha anh em nha. Đen là toàn đấy, nên tiên gì không khuyến khích. Đương nhiên, các bạn thể xem trên YouTube mà. Và đây là Xenia, mà xứ tận thế. Nghe quen quen với Elsu và Triệu Vân quá ta. Nào, cùng tiên gì đánh giá bộ trang phục nhé. TNGshop.vn, báo sale mùa hè, thổi bay nóng lực với các lốc giảm giá. Mua tài khoản Liquid VIP, tài khoản nhiều skin 2S, 3S chỉ từ 80k. Kho Liên Quân vô tận đã được sale với giá chưa từng có. Chơi thả ga với chế độ bảo hành A cực cao từ shop. Tới ngày TNGshop.vn, đón cơn báo sale xua tan nóng bức ngày nào. Whistler, một màn xuất hiện quá là hoành tráng luôn. Các bạn đừng quên đây là cái bộ trang phục cô y tá L'Oreal với ba anh chàng học sinh. Thực ra là hai gái một trai, Nagrod và hai cô nàng Theonat và Vio. Tin gì bảo rồi y tá mà anh em. Drama học đường Nagrod và cô y tá L'Oreal. Tin gì từng hé lộ bí mật cho anh em ở đấy. Và đây là cái hiệu ứng nè, hiệu ứng gia tốc tế đàn. Tiên Di mong cái hiệu ứng này nó giống kiểu là sao nhở, nó giống kiểu con Ngộ Không, nó chạy bon bon được suốt cơ. Chứ Nagrod và L'Oreal nhà ta ấy mới chạy được một xíu anh em ạ, hơi buồn. Hai loại hiệu ứng màu đỏ và đương nhiên cả thêm cái màu tím khi bạn sử dụng chữ cuối. Sử dụng màu nè, đổi màu luôn anh em, đỉnh chơi anh em. Chẳng khác gì là tuyệt sắc. Nhiều anh em chê cái chữ cuối này, tiên gì cũng chê, không phải là chê nó xấu anh em nhá, mà nó quá lag. Với cái điện thoại Android Note 8 của Xiaomi tiên gì đang dùng ấy, anh em biết không, nó tụt FPS thảm khốc luôn, từ 60 tụt xuống tận 30. Thế này làm sao mà chơi ạ? Và anh em thấy bên cạnh có gì không? Đó là nhà chính ấy. Ma sứ tận thế Xenia. Bạn không nhầm đâu, nó chính xác là skin cặp với Elsu tận thế và Triệu Vân tận thế đấy. Toàn là cái bộ trang phục xịn sò, nghe nói là khoảng 700 quân huy cơ, hoặc là ở trong vòng quay 12 ô. Quá là thảm khốc đúng không? Hy vọng là bán rẻ một chút nha Xenia nha, chứ không phải là được tăng sức mạnh là chúng mày cứ tăng giá như vậy thì ai chơi được ạ. Đó là lý do vì sao mà Xenia được gia tăng sức mạnh đó mấy ông ơi. Bây giờ cầm đi trợ thủ hoặc là cầm đi top đều mạnh. Uầy, trời ơi, tưởng tượng đi anh em, tưởng tượng đi. Triệu Vân tận thế băng vào, Xenia tận thế đáp xuống, và Elsu tận thế không biết từ đâu chui ra, nó bắn phát chiêu ai là end luôn giao tranh. Tỉnh chưa? Được đấy anh em ạ. Ông nào có team ư, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chia sẻ cái clip này ngay cho nọn bọn nó nha anh em nhá. Và báo rằng best nhất đấy là cái bộ trang phục này phải dưới 1000 quân huy. Hiệu ứng quan tâm nhất của TNG đó chính là cái chiêu 1 và chiêu cuối nhá. Và đương nhiên không thể thiếu được là các đòn đấm nội tại siêu siêu đau. Ví dụ đây, bung lụa, đấm tanh tách luôn, nghe phê lắm anh em. Hiệu ứng cơ mà. Tấn công với Alanh, rất là nhiều combo. Xenia, Alanh, Aiza, trời ơi, thử nghiệm đi anh em. Và cả Max chắc chắn không khiến anh em thất vọng đâu. Bỏ qua mấy cái bộ skin của nhà giàu đi, chúng ta đến với sổ sứ mệnh. Và đây là bé Sinit, tiểu thư cánh cụt. Đừng hỏi tiên gì vì sao có cái tên như vậy ấy, bởi vì gà rán đã cho chúng ta bất ngờ này tới bất ngờ khác bởi những cái tên ối giời ơi, quá ố dề luôn ấy anh em ạ. Tất hai màu luôn, hiệu ứng đẹp tuyệt vời. Có gì nữa không nhở? Thôi bớt xeo qua lại anh em ơi. Nói chung ấy, TNG cảm nhận cái bộ trang phục này nó hoàn toàn xứng đáng với hai từ, à sorry anh em, ba từ, sổ sứ mệnh. Đừng đánh giá nhiều quá anh em, xa nó thế thì như vậy là ok rồi. Đương nhiên các bạn đừng có so sánh với nào là Sinit Way, đừng anh em. Như thế là các bạn đã so sánh giữa thiên đường và cái xã hội đấy. Nhưng mà tiên gì đánh giá rất là cao đó chính là chiêu 2 của Sinit, khi mà các bạn sử dụng cái gọi là cái gì nhỉ,
huyết đạn à? Hay là huyết kiếm? Huyết kiếm đi anh em. Khi mà các bạn sử dụng huyết kiếm để câu rỉa, hình cánh cụt rất là đẹp đấy. Đó là cái điểm cộng mà TNG thích ở bộ trang phục này. Chắc chắn các bạn muốn TNG test, đó chính là cái huyết tế đúng không? Mình sẽ thịt luôn thêm và test luôn cho anh em cái huyết tế này xem nó ưng và đẹp nhé. Chắc chắn không khiến cho anh em thất vọng đâu. Nhiều anh em sẽ phải bất ngờ trước cái bộ trang phục của đại úy Athanon Tulen, bởi vì ảnh thì nó một màu mà vào game nó lại kiểu khác cơ. Nó có kiểu gì ấy nhỉ anh em? Kiểu xấu anh em ạ. Chắc chắn là kiểu xấu rồi. Hãy cùng TNG test quả nội tại nhá. Nói chung là trông cũng được anh em ơi. Hơi khác so với tưởng tượng của TNG một chút. Trong tưởng tượng của TNG ấy, nó phải sử dụng cái nội tại, tức là dựng đứng lên anh hiểu không? Dựng đứng lên kiểu giống cái gì lôi quang sứ phải không ta? Cái bộ trang phục gọi là cái bộ trang phục kiếm hiệp hay là kiếm hiệp gần giống cái kiểu thằng Murat đó anh em. Mấy cái thanh kiếm hay là mấy khẩu đại bác ấy, nội tại ấy, phải dựng đứng lên. Ấy, nó mới hay, tức là để ngang làm gì cũng biết. Thật anh em ơi, chỉ cần dựng đứng lên thôi, tiên gì bằng đảm bảo với anh em một điều nó đẹp lắm ấy. Bên nhà sản xuất bộ trang phục ấy, họ sợ là anh em lại bảo là lại nhái cái bộ trang phục kiếm tiên của Murat chứ gì. Mà phải nói là hơi xấu về ngoại hình, nhưng mà đẹp về kỹ năng. Bạn đã cài MV chưa? Nếu bạn cài lên 5 triệu MV cùng TNG, à thôi, lên 2 triệu được rồi, thì các bạn sẽ biết đến cái bộ trang phục gánh anh đến cùng của Bích Phương. Lồng tiếng Việt hẳn hoi đi nhá. TNG nói bé bé thôi, để các bạn có thể nghe được lồng tiếng Việt của Bích Phương trong cái bộ trang phục này. Lồng rất là nhiều, ít nhất là tận 30 cái file lồng tiếng cơ anh em ạ. 30 cái file lồng tiếng cơ. Tức là khi các bạn chơi cái bộ trang phục này, các bạn sẽ nghe được lồng tiếng rất rất nhiều đấy. Đó là lý do vì sao mà TNG phải nói bé để các bạn có thể nghe được giọng của Bích Phương nhá. Và kế tiếp là các bộ trang phục bậc A. Đẹp ngoại hình chắc chắn không có gì là free, mà đẹp ngoại hình free chắc chắn là skin bậc A. Đó là Illumia Diva chúng ta đó anh em ạ. Bởi vì nó bậc A nên TNG cũng chẳng test trong in-game đâu. Chúng ta chuyển sang trang khác. Astrid, nữ tổng tài, hỏi chấm, tổng tài là kế toán hả anh em? Hay là cơ trưởng đây? Đẹp đấy anh em ạ, nhưng mà bậc A thôi. TNG bảo rồi, không có gì đẹp mà nó free cả. Mà đã free ấy, thì chắc chắn là bậc A. Rosie, cháy phố. Từ này nhạy cảm thế nhở? Việt Nam phải vô địch đi anh em ạ, thì mới cháy phố nổi nhá. Toàn là một cái bộ trang phục tên nghe hơi bị chất chơi, đậm chất Việt Nam luôn. Cái tên cháy phố này TNG đánh giá khá là cao đấy. Hiệu ứng ninh không có gì anh em ạ, được cái là in game nhìn khá là cute. TNG thích cái bộ trang phục này nhưng mà vì nó không hiệu ứng nên TNG sẽ không chơi. TNG chơi cái bộ trang phục có hiệu ứng của Rosie cơ. Moren binh nhì, ôi trời ơi. Hôm trước như TNG tưởng là cái bộ trang phục này phải tên kiểu khác anh em ạ. Kiểu như là anh chàng bán bia hay là anh chàng bán sơ gì đó. Ai dè lại tên là binh nhì cái chứ. Binh nhì kiểu gì mà lại có thùng bia đằng sau. Hỏi chớ mà anh em. TNG rất là thất vọng với cái bộ trang phục này. Bởi vì bây giờ TNG cháy ví rồi anh em ạ. Thất vọng quá, xấu. Quyết định là không mua bất kỳ bộ trang phục nào, bởi vì hết tiền rồi.